Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 0.1 token NFC nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn có click phần link mô tả dưới video mở Telegram bấm start chatbot nha các bạn. Mình sẽ nhận được một token NFC bằng khoảng 100 đô ta cờ bằng bấm sao này AirDrop nè. Nhưng điều đầu tiên các bạn xoay sao nhóm chat nè. Bấm AirDrop nè. AirDrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 6 và phân phối vào ngày 15 tháng 7 các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh Telegram đó nè. Cái khá là ngon các bạn. Tiếp tục các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Bạn like đi. Đây sao nó không kêu Twitter. Tiếp tục các bạn follow Twitter account của nó nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Nó không kêu mình tweet thì các bạn vào tweet các bài phần các bài dự án đi các bạn. Các xuống đây các bạn like nè. Các bạn test lại đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào nút submit tên. Các bạn bấm done nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link Twitter mình nha các bạn. Nhập vào bảo ảnh cùng. Bây giờ một hồ sơ. Nhập vào bảo ảnh cùng nhập vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GBNB sẽ mã chain BET20 nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ BNB này nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví MetaMask cũng được nha các bạn. Hoặc là Sofiban. Rồi các bạn gửi support nè. Tiếp tục các bạn join vào kênh AirDrop nè, Nisa của nó. Rồi các bạn bấm Don. Follow Twitter and Retweet Bot. Các bạn bấm Set. Rồi tiếp tục các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm được càng nha các bạn. Vậy video này em kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.